Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn món rau sắn hay còn gọi là lá mì, kho với cà và cá nục hấp của người đồng bào Tây Nguyên. Đây là món phổ biến của người đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên, hầu như nhà nào cũng có. Nguyên liệu gồm có lá sắn hay còn gọi là lá mì gòn, cà, có thể là cà đắng, cà ngọt tùy theo sở thích của từng gia đình. Đồng bào dân tộc họ thường sử dụng cà đắng. 5 con cá nục hấp, sả, ớt, hành, nước mắm, muối, hạt nêm, dầu ăn. Cách làm như sau. Lá sắn các bạn chọn lá non, bỏ cành rồi vò nát, rửa qua vài nước cho ra bớt nhựa. Sau đó cho vào nồi và luộc lên với một chút muối tinh. Cà, các bạn sắt cục ngâm với nước muối, cho ra bớt nhựa. Cá nục, các bạn chiên lên cho cứng con cá. Trong thời gian chiên cá thì lá sắn đã được luộc 10 phút. Các bạn đổ ra cho ráo nước rồi rửa lại bằng nước lạnh. Cà cũng đổ ra cho ráo nước. Tiếp tục sắt, sả, hành, ớt. Cá nục đã chiên xong.
bỏ hành ớt xả vào chảo dầu nóng phi lên. Sau đó cho cà xào lên, nêm nếm thêm với gia vị cho vừa ăn. Rồi cho lá sắn vào xào tiếp khoảng 1 phút cho thấm. Tiếp tục cho một cốc nước đun sôi. Rồi thả cá vào vặn lửa nhỏ. Đun thêm 15 phút, rồi tắt bếp. Chúc các bạn thành công với món ăn dân dã này nhé. Chào tạm biệt.